Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ review với một nhân vật rất 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 là nổi tiếng trong giới mô hình WWE, giới đồ vật đó. Thì đây chính là Undertaker, kẻ đưa tang rất là nổi tiếng ha. Và bây giờ mình sẽ quay trước cái hộp trước cho các bạn xem. Đây chính là cái hộp nè, Undertaker đây, nhìn rất là đẹp và series 27 nha. Đó, hộp Elite nè. Một số thông tin của Undertaker đây. Các bạn có thể dừng lại để đọc. Và đây chính là hình này, và đây là các series nhân vật chung với Elite 27 này. Ok, bây giờ mình sẽ vô mô hình luôn. Thì các bạn thấy thì Undertaker này mình đã coi các bạn, đây chính là mặt sau. Nhìn rất 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 là chất. Và mặt trước nè, nó đèn sáng lên này bị áo nó khá là tối ha. Các bạn thấy là nhìn rất là chết cái áo mặt sau nè. Đó, cái gai bạn thấy không? Mình sẽ quay sáng nhất có thể, gai y hệt chụp cái hình luôn. Và đây chính là bộ đồ hình chết mình thích nhất của Undertaker. Các bạn thấy là áo bên ngoài rất là đẹp. Đó, nhìn rất là như thật ha, rất là chất. Cái nón nè, mặt sau các bạn thấy là mình quay rõ nhất có thể cho các bạn xem luôn, là cái vẻ đẹp của nó nhìn giống cái da cá sấu vậy. Ok, và bây giờ lên phần áo xong rồi mình sẽ cho các bạn xem về bên trong. Mình rất là các bạn có thể cởi nón này ra, bạn cơ đầu trọc cái nón của anh cơ đây, chỉ cần gắn vô thôi, rất là đơn giản. Cái áo của nó thì cởi thì cũng rất là khó nha, thì không khó đâu, cũng đơn giản, nó chỉ cần kéo rồi nè. Đó, xong. Đây là nguyên cái bộ áo của Undertaker luôn. Thì trong bộ này á, thì ta chỉ tặng một cái bộ áo thôi. Vậy thôi, chỉ có cái bộ áo là đủ quá đẹp rồi. Đó, các bạn thấy. Đây. Ok, để cái áo này qua một bên, mình sẽ đến với Undertaker. Thì Undertaker thì các bạn thấy á, là nhìn nó nhìn đây Undertaker nhìn rất 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 là ngầu, nhưng mà nó hơi già rồi. Các bạn thấy rõ mặt nè, hơi tối nữa. Các bạn nhìn rõ mặt của anh Tucker là có vẻ như là từ khi mà anh Tucker mà cạo đầu đi thì nhìn đã già rồi, và cái mặt này cũng gần gần như giống là mặt của anh Tucker rồi, không được giống lắm. Mấy series 1, series đầu tiên mình thấy như vậy. Đây, đầu cạo đây nhìn rất là chết ha, gập lên gập xuống cái kiểu nè. Đó, quay. Ok, và ở cổ có hai hình xăm, các bạn thấy hai hình xăm nè, đó nhìn rất là chết ha. Bây giờ xuống phần tay của Undertaker này, bạn thấy là đặc nổi nhất là chính là tattoo hình xăm. Mình sẽ phóng to các bạn xem, quay rõ nhất có thể luôn. Và các bạn, nếu mà các bạn coi trên này thì các bạn có thể đáng để ý, thì mình để ý rất nhiều rồi. Undertaker xăm trên tay chỉ toàn đầu lâu thôi, mình để ý rồi, đầu lâu rất là nhiều, nhìn là soi rất là đẹp ha. Hàng Elite là làm hình xăm của các nhân vật nhìn rất là chi tiết, rất rất là đẹp. Đây là điều mình thích nhất của Elite đó. Ok, vì mình có thể gập lên gập xuống nè, khớp bụng nè, quay nè, đó rất là đơn giản ha. Và mình chân cũng vậy luôn đó. Các bạn thấy là cái khớp rất là đa dạng, banh đây nè, chơi rất là dễ. Và các bạn thấy ở đây cái logo của Undertaker được được có ở hai bên cái quạt. Cái bộ này nhìn rất là đẹp ha. Undertaker là nói chung là khá là cao đi. Ok, mình sẽ so sánh cho các bạn xem với một nhân vật về cái vị khác nữa. Đó chính là Team Rush. Các bạn thấy là chiều cao của Undertaker là hẳn, các bạn thấy cao không? Cao khoảng là 2 mét mấy ấy, nhìn rất rất là cao hơn. Bự nữa. Đó, so sánh nè. Em thấy là nó to hơn Điềm đó đúng không? Thì Undertaker bản này thì đã cạo đầu rồi. Rất là đẹp. Mình thích bản này. Tại vì bản mới nhất bây giờ là bản cạo đầu. Tóc của Undertaker nè, hình xăm nó nhìn rất là nổi trội. Và tự nhiên ở dưới tay này có hình xăm màu, một cái tattoo màu.
Nói chung là con này khá là lớn to, cầm nhìn rất là chắc tay, rất là thích. Đảm bảo là các bạn cứ mua thử em này đi, các bạn sẽ thích nếu mà các bạn là một fan hâm mộ của Undertaker. Và trong tất cả các nhân vật WWE thì mình hâm mộ Undertaker nhất, là nhân vật đầu tiên mình ái mộ. Đây, bản cạo đầu này, Undertaker cạo đầu xuất hiện từ năm 2012 nhé các bạn. Đó, các bạn muốn mặc đồ cho nó rất là dễ, chỉ cần mặc thôi cái bộ đồ này. Đó, Undertaker nhìn rất là to cao, hình xăm cái kiểu luôn, rất là ngầu ha. Một cái phòng này, cái đó. Ok, nhìn là bình thường nè, hơi tối. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip review của mình. Các bạn thấy hay thì đăng ký ủng hộ cho kênh mình nhé. Mình sẽ làm theo nhiều mô hình khác nữa. Cảm ơn mọi người đã xem ủng hộ mình. Thank